Manchester United sắp tạo domino, chuyển nhượng 4 thương vụ xảy ra cùng lúc. Nhà báo Dan của Sky Sports cập nhật 4 thương vụ chuyển nhượng liên quan tới Bayern Munich, Manchester United và West Ham trong hè này. Man United nghiêm túc xem xét việc thay Juan bằng Maraul Trong bối cảnh thỏa thuận với Maraul đang tiến triển thuận lợi, Man United không còn muốn giữ Juan -Bissaka. Bissaka. từng tiêu tốn của quỷ đỏ số tiền lên tới 50 triệu bảng. Giờ đây thì MU muốn bán với giá khoảng 15 triệu bảng. Cùng lúc đó, thì West Ham quyết tâm theo đuổi Wan Bissaka sau khi bị Madawi từ chối. Và kế hoạch chuyển nhượng của Man United có liên quan tới 4 thương vụ. Cụ thể, thì nhà báo Damascus của The Sky Sports thông tin, West Ham vẫn thúc đẩy việc ký hợp đồng với Wan Bissaka. Điều này có thể tạo ra hiệu ứng domino với các thương vụ khác. Hậu vệ vài này sẵn sàng chuyển nhượng và các điều khoản cá nhân không là vấn đề. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm về phí chuyển nhượng, cấu trúc và các chi tiết hợp đồng. Nếu thỏa thuận bán qua Bissaka, Manchester United sẽ ký hợp đồng với Marauj. Man United cũng hy vọng tìm được sự thỏa hiệp với mức giá cho Matis để Bayern vẫn giữ nguyên yêu cầu là 50 triệu euro. Trong khi đó, thì Bayern đã thỏa thuận với Bayer Leverkusen để chiêu mộ Jonathan Ta. Nhưng nếu Man United không tìm được thỏa thuận với Bayern, thì De Lai có khả năng ở lại và Ta thì vẫn gắn bó với Leverkusen. Marauj và De Lai có cùng một người đại diện và cả hai đều muốn chuyển đến Old Trafford. Như vậy thì một khi bán thành công qua Manchester United sẽ xúc tiến vụ De Ligt và cùng thời điểm đó thì Bayern sẽ có Jonathan Tà. Cú lừa Jayden Sancho xuất hiện, ký giả Romano làm rõ thông tin PSG bắt đầu đàm phán chiêu mộ Jayden Sancho. PSG quan tâm đến Jayden Sancho trong hè năm nay, ngược lại thì Man United sẵn sàng bán và muốn thu về khoảng 40 triệu bảng cho cầu thủ này. Vừa qua thì Sky Sports cho hay PSG đã có những cuộc đàm phán ban đầu với Man United về việc ký hợp đồng với Sancho. Cuộc thảo luận xoay quanh các điều kiện để thực hiện một thỏa thuận chuyển nhượng tiềm năng. Tuy nhiên, Romano bác bỏ thông tin này. Cụ thể, nhà báo người Italia xác nhận, Manchester United vẫn chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị nào từ PSG cho dây đường Sancho mặc dù có sự quan tâm. Hiểu rằng tương lai của Sancho vẫn còn bỏ ngỏ, cầu thủ này vẫn có thể rời Man United vào những tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, trong trường hợp có đề nghị đủ sức nặng. Quyết định sẽ phụ thuộc vào câu lạc bộ và huấn luyện viên Erik Ten Hag. Chelsea tính gây sốc với Newcastle vụ Huehi. Theo thông tin từ ESPN, Chelsea đang lên kế hoạch chiêu mộ trung vệ Mark Huehi của Crystal Palace thời gian tới. Vài ngày qua, thì báo chí Anh liên tục đưa tin Newcastle đã mở bàn đàm phán với Palace và Guehi để thực hiện một thương vụ chuyển nhượng vào những ngày cuối của thị trường chuyển nhượng hè 2024. Trích trẻ sẵn sàng chi 60 triệu euro để sở hữu chữ ký của cầu thủ 24 tuổi sau khi chứng kiến màn trình diện ấn tượng của trung vệ người Anh tại kỳ euro vừa qua trên đất Đức. Tuy nhiên, nguồn tin từ ESPN mới đây đã đem đến những cập nhật bất ngờ khi tờ báo này tiết lộ Chelsea có thể nhảy vào cuộc đua chiêu mộ Owehi vài ngày tới. Dù The Blues đã chiêu mộ thành công trung vệ Tosin Adarabioyo vào đầu tháng 6, nhưng huấn luyện viên Enzo Maretka vẫn khảo khát có thêm Guehi. Sau khi chứng kiến những màn trình diễn kém thuyết phục của những Benoit Badiasil, Axel Disasi hay là Wesley Fofana trong các trận giao hữu trên đất Mỹ vừa qua, Đáng chú ý, Wehi từng có 12 năm ăn tập tại lò đào tạo Copham của Chelsea trước khi ra mắt đội 1 năm 2019. Hồi sao sinh năm 2000 có 2 năm thi đấu tại sân Stamford Bridge trước khi chuyển sang Palace hè 2021. Do đó, ban lãnh đạo của câu lạc bộ Tây London tự tin đội bóng sẽ sở hữu nhiều ưu thế so với Newcastle để thuyết phục Wehi. Thể công Việt ký hợp đồng quan trọng theo thông tin chuyển nhượng V-League 2024-2025 mới nhất, thể công Viettel đã gia hạn hợp đồng với thủ môn văn phòng Thể công Việt Theo đang có những bước đi khá thuận trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Đội bóng áo lính sau khi không thuyết phục được Hoàng Đức gia hạn hợp đồng vẫn chưa có những bước đi táo bạo nào ở phiên chợ hè. Theo tin chuyển nhượng mới nhất từ thể công Việt Theo thì đội bóng này đã gia hạn hợp đồng với thủ môn Phạm Văn Phòng. Thủ thành sinh năm 1993, gia nhập đội bóng áo lính từ mùa 2023 và hòa nhập rất tốt. Tuy nhiên do dính chấn thương trong mùa giải V-League 2023-2024, cầu thủ này ra sân được vỏn vẹn 12 trận. Mặc dù vậy thì anh vẫn nhận được sự tin tưởng của ban huấn luyện và ban lãnh đạo đội bóng để tiếp tục ở lại với thể công Việt theo. Chelsea hưởng lợi thương vụ của Newcastle Giờ thầm xác nhận Chelsea sẽ đốt túi kha khá nếu Newcastle hoàn tất thương vụ thứ năm trong hè này. Newcastle đang tiến gần đến thỏa thuận chiêu mộ Maguire từ Crystal Palace. Anh ấy được coi là bản hợp đồng kỳ lục của đội bóng khi Crystal Palace yêu cầu mức giá ít nhất là 65 đến 70 triệu bảng Anh. Nhưng điều khoản bán lại cũng sẽ giúp Chelsea được hưởng lợi từ động thái này. The Blue đã bán quay cho Crystal Palace với giá chỉ 18 triệu bảng vào năm 2021 sau hai lần cho mượn thành công tại Swansea. Một điều khoản bán lại đã được thêm vào hợp đồng, nghĩa là Chelsea sẽ bỏ túi 20% lợi nhuận mà Palace kiếm được từ việc bán trung vệ người Anh vì vậy, đại diện London có thể kiếm được tới 12 triệu bảng từ thương vụ bán này. Wehi cũng nhận được quan tâm từ Arsenal, Tottenham và Manchester United trong những tháng gần đây. Anh là một trong những cầu thủ gây ấn tượng nhất của đội tuyển Anh ở Euro 2024. Nếu thỏa thuận hoàn tất, anh sẽ trở thành bản hợp đồng thứ 5 của Newcastle trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Here we go, Dani Olmo gia nhập Barca giá 60 triệu euro. Sau tất cả, thì Barcelona đã có được chữ ký của Dani Olmo trong mùa hè này. Cụ thể, Romano xác nhận Thông tin độc quyền, Dani Olmo gia nhập Barca. Thỏa thuận đã được thông qua sau khi giám đốc Barca có mặt ở Leipzig. Với mức giá cố định là khoảng 55 triệu euro cộng thêm 7 triệu euro tiền phụ phí, một phần của điều khoản phụ phí khó đạt được. Olmo đã đồng ý về hợp đồng 6 năm có hiệu lực đến tháng 6 năm 2030. Cầu thủ này muốn chuyển đến Barca. Như vậy thì Barca sẵn sàng trả 62 triệu euro nhưng kèm theo điều khoản bổ sung. Barca rất muốn có Olmo khi anh rực sáng ở Euro 2024. Cầu thủ này liên tục tỏa sáng giúp Tây Ban Nha lên ngôi vô địch. Nóng Chelsea sắp sở hữu Omorodion từ Atlético. Theo thông tin từ nhà báo Romano, Chelsea chuẩn bị hoàn tất quá trình thương thảo với Atlético Madrid cho trường hợp tiền đạo ra mùa Omorodion. Từ lâu thì Chelsea đã để mắt tới Omorodion sau khi cầu thủ người Tây Ban Nha đạt phong độ thăng hoa trong áo của Alavet thời điểm thi đấu dưới dạng cho mượn từ Atlético để làm phương án chia lửa với Nicolas Jackson mùa tới. Sau 34 trận ra sân ở La Liga mùa qua, Chelsea 20 tuổi ghi tới 8 bàn thắng. Tuy nhiên The Blues đã gặp nhiều trở ngại trong việc tiếp cận ngôi sao sinh năm 2004 bởi mức giá yêu cầu 50 triệu bảng từ lốt Rory Branco. Nhưng diễn biến đã xoay chuyển chóng mặt khi vài ngày qua, đặc biệt sau khi chiêu mộ thành công tiền đạo Julian Alvarez từ Man City với giá 70 triệu bảng. Đội chủ sân Wanda Metropolitano đã chấp nhận xuống nước với Chelsea khi sẵn sàng hạ giá bán Omorodion chỉ còn 35 triệu bảng. Nhận đèn xanh từ đối tác, Chelsea lập tức đáp ứng yêu cầu của câu lạc bộ thủ đô Madrid và theo nhà báo Romano, đội chủ sân Stamford Bridge sẵn sàng hoàn tất thương vụ này bởi bên phía đại diện Omorodion cũng đã đồng ý để mang non người Tây Ban Nha đến Anh chơi bóng từ mùa sau. Chính thức Man United công bố số áo của Joshua Zizzi Trang chủ Manchester United xác nhận số áo của tân binh Joshua Zizzi. Tiền đạo Joshua Zizzi đã được thỏa thuận là cầu thủ mang áo số 11 mới của câu lạc bộ ở mùa giải sau. Manchester United thông báo ngắn gọn. Đây vốn là số áo của Rasmus hoi luôn mùa trước. Dù vậy thì tiền đạo người Đan Mạch quyết định chuyển sang áo số 9, qua đó để trồng số áo 11 cho Zizzi. Zizzi có cơ hội lần đầu tiên xuất hiện với số áo 11 trên lưng khi Man United đối đầu với Man City trong trận tranh siêu cúp Anh. Trong trường hợp được Eric Ten Hag điền tên vào sân thi đấu, Zizzi là tân binh đầu tiên của Manchester United trong mùa hè năm nay. Tiền đạo người Hà Lan đã ký hợp đồng đến tháng 6 năm 2029, kèm theo tùy chọn gia hạn thêm một năm. Theo Romano, Man United không kích hoạt điều khoản 40 triệu euro dành cho dịch Tuy nhiên, quỷ đỏ sẽ trả trên 40 triệu euro một chút với điều khoản thanh toán kéo dài trong 3 năm. Mức phí cuối cùng cho thương vụ này rơi vào khoảng 42 triệu euro.